Như vậy là lại một lần nữa không kèn không trống, Samsung đã ra mắt chiếc Samsung Galaxy M52 5G tại thị trường Ba Lan. Và đây là một chiếc máy được trang bị mức hiệu năng gần như tương đồng so với chiếc Galaxy A52s với con chip Snapdragon 778 5G. Tuy nhiên thì có một vài những sự tinh chỉnh để phù hợp hơn ở trong phân khúc tầm giá và để tìm hiểu rõ hơn. Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi cận cảnh chiếc máy này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thứ đáng tiền nhất ở trên hầu hết những chiếc smartphone của nhà Samsung. Đấy chính là về màn hình. Cụ thể thì máy sẽ trang bị màn hình Super AMOLED với kích thước 6.7 inch, độ phân giải Full HD+. Một trong những điểm hay ho và thú vị đấy là chiếc máy này sẽ được trang bị màn hình với tần số quét 120Hz. Nếu như mà anh em để ý thì thông số màn hình ở trên chiếc máy này đã có một phần nào để ăn đứt so với đại đa số những chiếc máy khác ở trong phân khúc tầm giá này. Và để dễ hình dung thì màn hình 120Hz là tần số quét màn hình gần như là tương đồng so với những chiếc smartphone tới từ dòng S của nhà Samsung. Thế nên mình có thể kết luận rằng đây là một chiếc máy hứa hẹn sẽ đáp ứng cho chúng ta được thoải mái trong những tác vụ chạm vuốt và tốc độ phản hồi. Nó sẽ khá là nhanh và mượt. Hầu hết những chiếc máy được trang bị màn hình với tần số quét 120Hz thì khá là khó xảy ra trường hợp bị xé hình. Thế nên đây sẽ là một trong những ưu thế để cho chúng ta có thể yên tâm sở hữu. Nếu như mà anh em để ý thì chiếc máy này sẽ có camera dưới dạng đục lỗ. Và thực chất ra thì với mình, phần đục lỗ trên chiếc máy này nó sẽ hơi to một chút so với đại đa số những chiếc máy, ví dụ như là dòng S của Samsung thì phần đục lỗ nó khá là nhỏ. Thế nên mình có thể cho rằng đây sẽ là một trong những cái sự cắt giảm khá là phù hợp. Về hiệu năng thì máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 778 đi kèm với hai option bộ nhớ RAM là 6 và 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Để có thể đánh giá, mình cho rằng đây sẽ là một trong những đối trọng của chiếc Galaxy A52s 5G. Tại vì sao? Chúng ta sẽ có được một mức bộ nhớ RAM và ROM được cho là cũng khá ổn, đi kèm với một sức mạnh của con chip Snapdragon 778G. Sức mạnh của con chip này thì có lẽ không có quá nhiều thứ để mà nói, vì đơn giản rằng nó cũng là một trong những con chip nằm ở trong phân khúc cận cao cấp. Thế nên không thể nào Samsung trang bị cho chúng ta một mức hiệu năng yếu như vậy được. Mình có thể yên tâm khi mà sử dụng chiếc máy này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có khả năng lưu trữ tốt hơn với việc có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD. Và khi được bán ra thì máy sẽ chạy trên giao diện người dùng One UI 3.1 trên nền tảng hệ điều hành Android 11. Tạm thời thì mình sẽ không đánh giá quá nhiều về các yếu tố này, vì đơn giản rằng hầu hết những chiếc máy ở trong phân khúc tầm giá này thì đều được trang bị một cái mức cấu hình khá là cao. 10 triệu đồng để chúng ta sở hữu một chiếc máy này ở mức bộ nhớ base thì mình có thể đánh giá rằng đây là một trong những mức cấu hình thực sự ta mà nói nó cũng khá ổn để người dùng chúng ta có thể yên tâm và sở hữu. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra ở đây, đấy là phần mặt sau ở trên chiếc Galaxy M52 nó sẽ như thế nào? Thì câu trả lời của mình nó là nó gần tương đồng so với chiếc Galaxy M51. Chúng ta sẽ có những đường họa tiết theo dạng kẻ sọc và nhìn nó khá là nó có một phần nào đấy đẹp mắt. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nó cũng là một cái gì đấy con dao hai lưỡi, nhìn nó hơi rẻ tiền một chút. Và chúng ta chưa có quá nhiều những thông tin rò rỉ về chất liệu thiết kế, có khả năng nó sẽ được trang bị chất liệu thiết kế bằng nhựa. Theo như truyền thống của Samsung thì đa phần nó là như vậy. Và đây sẽ là một trong những rào cản để người dùng bỏ tiền ra sở hữu, vì bằng khoản tiền này chúng ta có rất nhiều những chiếc máy có chất liệu thiết kế bằng kính. Thậm chí là nếu như chúng ta mua những chiếc máy cũ thì chúng ta sẽ có chất liệu thiết kế bằng kim loại, phải không nào? Điểm qua đôi chút về thông số camera thì chúng ta sẽ có một hệ thống 3 camera với độ phân giải là 64MP ở camera chính. Camera góc siêu rộng sẽ có độ phân giải 12MP và camera trước sẽ có độ phân giải là 32MP. Camera còn lại sẽ đảm nhiệm chức năng là chụp ảnh macro với độ phân giải 5MP. Để đánh giá thì mình thấy rằng là nó sẽ phải chịu một vài những cái sự cắt giảm một lần nữa. Và hơi đáng tiếc một chút, nếu như người dùng chúng ta bỏ tiền ra sở hữu thì chúng ta sẽ phải cân đo đong đếm đôi chút để xem rằng liệu những cái thông số như vậy thì có phù hợp để chúng ta bỏ tiền ra sở hữu hay không. Đây sẽ là một trong những cái mà mình cho rằng một rào cản để đại đa số những người dùng có thể tiếp cận tới những chiếc máy này. Thông thường những chiếc máy của Samsung thì họ đều hướng đến những cái nhu cầu tác vụ riêng. Ở trên chiếc máy này hiệu năng nó cũng đã khá cao rồi, thế nên chúng ta không có quyền đòi hỏi quá nhiều. Và cuối cùng đó là về pin thì chúng ta sẽ trang bị một viên pin với dung lượng dao động trong khoảng 5000 mAh, một sự cắt giảm rất lớn so với chiếc Galaxy M51 khi trước đấy chiếc máy này được trang bị viên pin lên đến tận đấy là 7000 mAh và đi kèm với sạc nhanh công suất 25W. Công suất này thì gần như tương đồng so với chiếc S21 Ultra mà thôi. Tốc độ sạc của nó thì không thực sự quá nhanh, khi mà mình đã từng sử dụng chiếc S21 Ultra thì tốc độ sạc của nó không thực sự quá ấn tượng. Và về các tùy chọn màu sắc thì chiếc máy này sẽ có 3 tùy chọn là xanh nước biển, đen và trắng. Hiện tại thì nhà sản xuất tới từ Trung Quốc chưa tiết lộ mức giá bán. Tuy nhiên theo như các báo cáo thì như mình cũng vừa mới đề cập, chiếc máy này sẽ có mức giá dao động trong khoảng 10,2 triệu đồng tại thị trường Ba Lan. Tất nhiên là khi về thị trường Việt Nam thì sẽ có một vài những cái chính sách giảm giá mà còn chưa biết là nó có về nữa không mà. Thế nên anh em đánh giá sao về chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì xin hãy để lại cho chúng mình xin một like, một share, một subscribe, nhớ bấm chuông không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Store TV.